tuyển tập kể chuyện bé nghe, câu chuyện sự tích hoa màu gà. Ngày xưa chú gà nào cũng có một cái màu đỏ rất đẹp như màu các chủ gà trống bây giờ. Một buổi sớm, gà mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy chiếc màu rực rỡ xòe trên đỉnh đầu như một chùm hoa đỏ rực. Gà mơ khoan khoái dập cảnh và hát bài hát quen thuộc của họ hàng nhà gà, cục tác, màu ta đã mọc, cục tác, màu ta đã mọc. Mọi vật quay ra nhìn gà mơ và cùng suýt xoa, chiếc nào mới xinh xắn làm sao. Trông gà mơ thật đáng yêu, gà mơ tung tăng đi khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe tiếng khóc ti ti. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt lắng nghe. Thì ra, một cây màu đỏ tía đang tấm tức khóc một mình. Gà mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi, bạn sao thế? Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo, các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ có mình tôi không có hoa. Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống thánh thót. Gà mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà mơ nghĩ một lúc rồi quyết định, tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé. Cây sung sướng vẫy lá rối rít, thế bạn cho tôi thật nhé, cảm ơn bạn. Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc màu đẹp đẽ của gà mơ biến đâu mất, còn cái cây bên bể nước thì lại nở chùm hoa đỏ rực rỡ y hệt chiếc màu của gà mơ. Cây hoa sung sướng vươn mình đón ánh mặt trời nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể chuyện cho mọi người nghe về lòng tốt của gà mơ. Thế là mọi người gọi cây hoa đó là cây hoa màu gà. Trên đầu gà mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc màu mới nhỏ xinh xinh rồi đấy.